đến một cái là thông qua sóng truyền hình cũng để cho chúng tôi gửi lời cảm ơn anh Quyền Linh. Tức là anh đã hứa đưa chúng tôi về đây rồi anh bỏ bọn tôi. Thì là cũng là cảm ơn anh là anh đã hứa đưa về, nhưng mà cuối cùng là anh đi đường anh và em đi đường em. Và một điều đặc biệt ấy, nó rất có duyên với anh Lại Văn Sâm. Tức là chúng ta đang có mặt và ghi hình, chính như là mọi người đang nhìn thấy không gian ở đây là xã, tên một cái xã mà xã Phú Thọ của anh đúng. xã Phú Thọ. Nên khi mà tôi đến đây tôi cảm giác như mình về nhà ấy. về nhà là bởi vì đây chính là xã Phú Thọ. Và nãy tôi nhìn thấy có một số cái cây rau muống và một cái cây nó trồi lên ấy, và ở trên đấy nó có những cái bông hoa, nhưng hóa ra Thanh Duy nói với tôi đấy không phải là bông hoa mà đấy là trứng của ông Miêu Vàng. Trông như một bông hoa ấy, thôi không biết màu hồng đúng rồi. Có rất nhiều thông tin mà lần đầu tiên mình mới được nghe, những thông tin mà không có ở trong báo chí, không có ở trong sách truyện vân vân, và tất cả những cái đấy nó tạo cho chúng tôi một cảm giác thực sự mình đang được đắm chìm ở một cái vùng quê mà chưa bao giờ mình thuộc về. Cuộc sống của họ gắn bó với đây nó quá là đỗi thân thương rồi. Đây là hoa, con cái hoa đây. Đây hóa ra nó là trứng ông Miêu Vàng, một cái loại. Tin chào Đồng Tháp. Mười đã thôi, thôi rất sâu. Có nỗi thương đau, có niềm hy vọng. Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng. Mà em đi đâu? Đây là một cái câu hát ở trong một cái bài hát về Đồng Tháp 10. Xung quanh gà vịt nó chạy đúng không? Chim nó hót. Sáng sớm này nhá, lâu lắm mới nghe tiếng gà gáy Long ơi. Sáng sớm này lâu lắm, lục bình lắm mới nghe tiếng gà gáy. À đây Lục Bình đây đúng không? Thương những đời như lục bình trôi. À, từ ở ngoài Bắc là gọi là mèo Tây. Đang câu đúng không? Câu em ơi, câu à? Đang câu à? Em ơi, đang câu hả? Có cá không? Có cá không? Chưa. Không có, chưa có à? Không. Có cá không là như này. Có 5 con rồi. Ô kìa anh ơi, kìa. Trời ơi, sao nó màu nó đẹp đẹp, lã man luôn. Đây là bông điên điển này. Đây là tất cả những cái mà đều có ở trong chương trình Cứu Vui Vẻ chúng đẹp tôi quá. Đã nhắc đến này. Ví dụ như trái nhãn lồng này ăn nó có ở trong cái món canh tập tàng mà trong một cái thử thách của các đội đấy. Thế và bông điên điển này thì có ở trong cái phần về miền Tây này này đúng không? Vâng. Trời ơi, bà con miền Tây ở đâu ấy ra đây xem ông Lại Văn Sâm hái bông điên điển. Bên cạnh ông Sâm có một ông tên là ông Tư Cá Linh cũng giúp sức cho ông Sâm hái điên điển trên xuống. Nỗi sung sướng của một người nông dân đi thu hoạch đấy. Ngày xưa ở đây mỗi một mùa nước nổi như thế này thì mực nước ở đây là nó ngập hết. Mình chỉ việc đi qua bên đây hái những cái bông súng, mình chèo xuồng, mình bơi xuồng, mình đi qua đây. Và thường thì ngày xưa con đi theo ba con á, là đi qua đây bẻ bông súng, giăng lưới, xong bẻ bông súng, giăng lưới mà nước nổi có cá linh. Cá linh đem lên, rồi mình hái bông súng nữa, mình nấu thành một nồi canh chua cá linh, bông điên điển. Quá rồi, ngon lắm. Rất là ngon mà. Đúng rồi. Duy ơi, cái cỏ ống này là anh ạ, nhớ ngày xưa không? Bọn trẻ con cầm tuốt nó cứ nổ bé 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 bé. Đấy. Cỏ năng ống. Đúng rồi, cỏ ống. Mà ngày xưa ở ngoài Bắc hay là chỉ có vùng đồng chiêm trũng mới có cái cỏ đấy. Cà chim rồi kìa. Chim kìa, con đấy con gì? Sáo. Con cọc hả? Cọc. Ở đây chủ yếu là chim gì chứ? Dạ, chim ở đây thì có khoảng 231 loại, nhưng nó bay về theo mùa. Ví dụ như mùa này thì đầu mình đi mình sẽ thấy như là cọc vừa thấy hả? Rồi, hoặc là chích cồ, diệt xám, diệt lửa là chủ yếu. Hello. Đây là em họ em đấy. Em là Tự Long, còn đấy thằng cu nó tên là Tự Nhiên. Chào quý vị, chúng tôi đang ở xã Phú Thọ, ngay ở cái đầu rìa của Tràm Chim thuộc tỉnh Đồng Tháp. Một cái sự trải nghiệm mà từ năm ngoái quý vị còn nhớ không? Có một cái câu hỏi của các đội năm trước ấy, là mùa nước nổi nó
diễn ra thời gian nào ấy. Và sau đấy là Quyền Linh là người duy nhất đưa ra câu trả lời đúng. Và cậu ấy hứa chúng tôi là năm nay là cậu sẽ đưa chúng tôi đi. Năm nay cậu không đi. À đấy em, anh nhắc đến một cái là thông qua sóng truyền hình cũng để cho chúng tôi gửi lời cảm ơn anh Quyền Linh. Tức là anh đã hứa đưa chúng tôi về đây rồi anh bỏ bọn tôi. Thì là cũng là cảm ơn anh là anh đã hứa đưa về. Nhưng mà cuối cùng là anh đi đường anh và em đi đường em. Và một điều đặc biệt ấy, nó rất có duyên với anh Lại Văn Sâm. Tức là chúng ta đang có mặt và ghi hình cũng như là mọi người đang nhìn thấy không gian ở đây là xã tên một cái xã mà xã Phú Thọ của anh đúng đấy. Xã Phú Thọ, xã Phú Thọ. Khi mà tôi đến đây tôi cảm giác như mình về nhà ấy. Về về nhà là bởi vì đây chính là xã Phú Thọ. Và nãy tôi nhìn thấy có một số cái cây rau muống và một cái cây nó trồi lên ấy, và ở trên đấy nó có những cái bông hoa, nhưng hóa ra Thanh Duy nói với tôi đấy không phải là bông hoa mà đấy là trứng của ông Miêu Vàng. Trông như một bông hoa ấy, thôi màu hồng đúng rồi. Có rất nhiều thông tin mà lần đầu tiên mình mới được nghe, những thông tin mà không có ở trong báo chí, không có ở trong sách truyện vân vân. Và tất cả những cái đấy nó tạo cho chúng tôi một cái cảm giác thực sự mình đang được đắm chìm ở một cái vùng quê mà chưa bao giờ mình thuộc về. Cuộc sống của họ gắn bó với đây nó quá là đỗi thân thương rồi. Đây 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 đây, đây là hoa mà anh vừa nói đây, con cái hoa đây. Đây là... hóa ra nó là trứng ông vàng, một cái loại đáng ghét đúng không? Rất có hại, rất đáng ghét. Nhưng mà trứng của nó trông này, nó nổi ở trên mặt nước này, trông nó cũng dễ thương hơn rất nhiều. Và tôi có cảm giác là hay là vì sống ở cái vùng đất này mà khi chúng tôi gặp gỡ tiếp xúc với tất cả những người ở đây ấy, thì ai cũng dễ thương đúng không? Còn bên cạnh là chú Tư Cá Linh, một cái người mà dân ở đây. Hôm qua là chú cho chúng tôi nghỉ ở cái homestay của chú ấy. Tối hôm qua đã chiêu đãi chúng tôi một bữa gọi là không có gì là tuyệt vời hơn, đúng rồi. Không có gì tuyệt vời hơn, không có gì tuyệt vời hơn. Đây sao em lại gọi anh xa rời như vậy? Cái cảnh mà sen đầm như này thì về vùng Kinh Bắc ấy anh. Ở Bắc Ninh quê nhà em thì có những cái làng mà như ở Phù Lưu ấy là nó có những cái đầm sen thật sự là đẹp như này. Nhưng mà ở đây nó lại đan sen cả súng. Không, nhưng mà cái đầm sen ở ngoài mình ấy, mình có cảm giác như là nó được chăm bẵm, nó được đầu tư vào đấy rất nhiều. Đây hoàn toàn trông nó phong cảnh rất là tự nhiên đúng không? Vâng. Nó vừa rộng này, xong ở trên là trời này, dưới là sen, xung quanh là những cái cây, các loại cây khác nhau. Bây giờ đứng trên này con mới hiểu được cái từ là từ bát ngát. Cảm giác rất là rộng lớn rồi, mênh mông bát ngát của trù phú miền Nam. Em có một đề nghị, giờ mình phải ôm nhau một cái. Đang ở giữa đất trời mênh mông thì mình cần phải được truyền năng lượng tích cực cho nhau được không chú? Cái đề nghị quá là hay luôn. 1, 2, 3. Chúng tôi yêu cầu thiếu vui vẻ.